Mỹ-Hàn sắp diễn tập đối phó đe dọa hạt nhân. Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức diễn tập đối phó các mối đe dọa hạt nhân trên sa bàn, song chưa công bố thời gian cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20 tháng 1 cho biết nước này và Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc diễn tập trên sa bàn dựa trên kịch bản ngày càng phức tạp, tập trung vào những mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Thời gian của cuộc diễn tập chưa được công bố để đối phó với các mối đe dọa dai dẳng. Ông Austin nhấn mạnh loạt nỗ lực an ninh từ các đồng minh của Mỹ như mở rộng phạm vi và quy mô tập trận chung cũng như kết hợp những hoạt động bắn đạn thật. Ông Austin cũng đề cập về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo và tác chiến chống ngầm. Bộ trưởng Austin cũng cảnh báo bất cứ bên nào thách thức Hàn Quốc hoặc Mỹ sẽ thách thức toàn bộ liên minh, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh sắt đá của Mỹ đối với đồng minh châu Á. Cam kết này bao gồm các năng lực phòng thủ tên lửa, hạt nhân và thông thường của Mỹ, cũng như sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Austin cho biết. Mỹ điều tới Hàn Quốc một số nền tảng với năng lực cao nhất của chúng tôi như tiêm kích tàng hình F-22 và F-35. Bộ trưởng Austin nhận định đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy cam kết của Mỹ đối với đồng minh của mình. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc lần thứ 3 của ông Austin trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng với mục đích tăng cường hợp tác và thảo luận về các thách thức an ninh cũng như tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc về năng lực răn đe mở rộng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực bán đảo Triều Tiên leo thang khi các bên tổ chức loạt hoạt động quân sự. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây tổ chức nhiều đợt diễn tập quân sự quy mô lớn. Triều Tiên đã đáp trả bằng cách liên tục thử nghiệm vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây kêu gọi gia tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân. Ông Kim Jong-un năm ngoái cũng tuyên bố Triều Tiên trở thành quốc gia hạt nhân và không thể đảo ngược trạng thái này.